Sáng nay, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban tuyên giáo Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tổ chức họp báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9. Giải thưởng được kỳ vọng là sẽ là điểm nhấn trong công tác tuyên truyền nói chung và công tác thông tin đối ngoại nói riêng, đưa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và sự phát triển năng động của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Theo đó, mọi công dân Việt Nam và nước ngoài đều có thể gửi tác phẩm, sản phẩm thông tin đối ngoại tham gia giải thưởng. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm, sản phẩm được thể hiện bằng các hình thức gồm báo in tiếng Việt, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt, báo in tiếng nước ngoài, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài, phát thanh, truyền hình, ảnh, sách, video clip. Nội dung các sản phẩm, tác phẩm đề cập giới thiệu đến thế giới về tình hình Việt Nam, đặc biệt là đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ trên mọi lĩnh vực, những thành tựu trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, đảm bảo quyền con người, quan điểm, lập trường và những đóng góp tích cực, hiệu quả của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực. Các tác phẩm sẽ gửi về địa chỉ Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thông tấn xã Việt Nam số 11 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và file mềm bài dự thi gửi về email giải thông tin đối ngoại lần 9 a@gmail.com. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023.